Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Kem Toán VN. Tiếp tục những video giải đề về vận dụng cao, chúng ta sẽ đến câu 43 chất trong đề thi của chuyên Lê Quý Đôn là Nắng lần 2 các bạn ha. Câu số 3, 43 này chúng ta đang nói về một cái câu vận dụng về thể tích của vật thể khối tròn xoay. Tuy nhiên chúng ta vận dụng tích phân để chúng ta giải quyết. Đề bài cho chúng ta một cái quả cầu đặt bán kính là 3, một cái hình tròn màu đen này các bạn, bỏ vào trong một cái hình nón. Hình nón của chúng ta có đáy không kính, hình vẽ như bên. Thì cho biết khoảng cách từ tâm đến đỉnh của cầu từ đây nè, từ tâm đến đây nè là bao nhiêu, là 5 cm, và bán kính của này là 3. Và em ta hỏi thể tích của cái phần không gian giới hạn bởi bề mặt của cầu là cái phần này nè, phần dưới này nè, và cái bề mặt bên trong của nó, tức là ta đang tính cái thể tích mà nằm lỗn cái phần bên dưới này các bạn, hình dung không, nó được chắn bởi một cái mặt tròn xoay là của cầu này và cái mặt xung quanh là của hình nón. Bài này chúng ta chỉ cần đặt hệ trục tọa độ vào, mà các bạn chú ý ha, chúng ta tư duy hình học chút xíu thì chúng ta sẽ làm được. Thì anh sẽ đặt hệ trục tọa độ như thế này, anh đặt đây là trục y ha, đây là trục y. Các bạn hãy nhớ việc đặt hệ trục tọa độ là do mình quy định, cho nên chúng ta đặt như nào mà cho nó thuận tiện về tính toán và đúng với lại cái hướng của chúng ta tính tích phân thì ok. Thì cái hình chúng ta sẽ như thế này, ở đây chính là góc tọa độ O của anh, nó sẽ có tọa độ là 0 0, đây là trục OX đúng không? Ví dụ anh gọi đây là điểm B đi, điểm A đi chẳng hạn ha. Thì điểm A của mình sẽ có tọa độ là bao nhiêu các bạn? X của anh sẽ là 5 và Y của anh là 0 đúng không? Tại vì nó cho cái khoảng cách từ tâm này đến cái đỉnh này là bằng 5. Ngoài ra vì cái mặt cầu nó tiếp xúc với lại cái hình nón như thế này, cho nên anh hạ vuông góc xuống chỗ này. Hạ vuông góc xuống đây. Thì các bạn hình dung là đường này chính là tiếp tuyến của cái đường tròn này, chúng ta cắt theo ta nhìn thấy cái phương từ trước tới, thì chỗ này là tiếp tuyến thôi, thì nó sẽ vuông góc cái đường tròn tại điểm tiếp điểm, anh gọi đây là B được chưa, và anh gọi giao điểm với trục của Y với đường này là C. Thì các bạn hình dung thì cái phần thể tích mà giới hạn có phải là cái phần nằm lỗ bên dưới này không các bạn, đúng không, lỗ bên dưới này B này, nếu mà lấy chỗ này là điểm gì đó thì ví dụ điểm Y chẳng hạn ha, thì có phải là BI A không, ta lấy cái diện tích tâm ta xoay quanh trục của Y nè, xoay quanh trục của Y, xoay quanh trục quý, thì có phải ra cái thể tích mà chúng ta cần tìm không các bạn? Còn xét kỹ hơn cái miền diện tích thì chúng ta chia cái miền diện tích thành hai phần, một phần là từ điểm Y này kéo thẳng lên đây, đó, một phần là BI chỗ này, IH chẳng hạn, B này, IH này, sau đó xoay quanh trục quý, một phần là gì? IHA này, sau đó xoay quanh trục quý, được chưa? Nếu mà vẽ qua hình phẳng thì nó sẽ giống như thế này, X đây. Và cái miền của ông ta nó sẽ cong cong xuống vậy đúng không? Ừ, nó đâu cong cong xuống vậy đó. 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 Vậy cái miền diện tích của ông ta nó như thế này. Chúng ta phải chia thành hai đoạn. Một đoạn từ đây tới đây. Đúng không? Đúng chưa? Đây là B nè. Đây là H nè. Và đây là A nè. Một đoạn từ đây đến đây. Và một đoạn từ đây cho đến đây. Được chưa? Và bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải biết cái phương trình của cái hàm số mà giới hạn thì chúng ta mới tìm được cái diện tích chúng ta xoay quanh trục x chúng ta xong. Thì ở đây chúng ta có hai phương trình, cái đoạn mà từ đây tới đây á về tương ứng với b mà tới h á, thì cái miền diện tích bên trên này nó được giới hạn bởi cái đường thẳng ad ac đúng không, và chúng ta cần phải viết phương trình đường thẳng ac, và bên dưới của nó là cái đường tròn, bên dưới của nó là cái đường tròn. Còn cái đoạn từ h mà tới a, hay nó khác chiếu theo trục của x từ y tới a đó, thì ở bên trên là giới hạn của đường thẳng ac, mà bên dưới của mình thì lại là cái đường trục của x y bằng 0. Cho nên chúng ta phải tìm được cái phương trình, thứ nhất là phương trình đường thẳng AC, thứ hai là phương trình của đường tròn. Phương trình đường tròn rất là dễ, tại vì tâm của anh là tâm O rồi, do anh hắn hệ trục tọa độ. Vậy phương trình đường tròn sẽ là x bình cộng y bình bằng mấy các bạn? Bằng 9 đúng không? Tại vì bán kính là bằng 3. Và chúng ta rút y theo x, y của anh sẽ bằng là căn ha của 9 trừ x bình. Anh không lấy phần âm, tại vì anh đang xét miền dương nằm phía bên này của trục OX. Rồi, tiếp tục chúng ta phải viết phương trình đường thẳng AC, thì cái này nó hơi khó chút xíu. Chúng ta phải tư duy hình học chút xíu ha. Bây giờ AB anh tính được không các bạn? AB anh tính được không? Anh sẽ kẻ xuống đây ha, muốn tìm tọa độ tại điểm B này là bao nhiêu này, thì anh phải kẻ xuống đây. Anh kẻ vuông góc xuống đây. Đó. Anh gọi điểm này là điểm K. Điểm K. Từ B nè, trong tam giác vuông OBA này, anh kẻ BK vuông góc với lại OA tại K. Thì anh cần tìm tọa độ điểm K này, nó chính là hoành độ của điểm B, đúng không? Rồi, thì theo hình học á, thì chúng ta tính chắc là hình học á, AB của anh sẽ bằng gì các bạn? AB là cái đoạn này nè,
Pythagore trong tam giác OAB thì có phải nó là bằng căn của cạnh OA bình phương trừ cạnh OB bình phương không? Mà OA của anh là bằng 5. À, trừ cho OB bình phương chính là bán kính đường tròn bình phương là 5 bình trừ 3 bình, vậy nó là bằng 4. Được chưa? AB của anh bằng 4. Tiếp tục anh tìm ra cái đoạn này là bằng bao nhiêu. Đúng không? Thì trong tam giác vuông này, O này, BA này, hệ thức lượng trong tam giác vuông OBA, anh sẽ có 1 trên cho BK bình phương thì sẽ bằng 1 trên OB bình phương cộng 1 trên AB bình phương. Đúng không? Từ đó anh sẽ suy ra cái BK này là bằng bao nhiêu. Được chưa? Thì các bạn, 1 trên OB bình phương là 1 trên mấy các bạn? OB chúng ta là 3 bình phương, 3 bình phương chính là 9, đúng không? Cộng 1 trên cho AB bình phương chính là 1 chia 4 bình phương, thì chúng ta tìm ra đây là 4 rồi. 4 bình phương lên. Rồi, dễ dàng anh suy ra là ngược cái BK này. À, từ đây anh suy ra BK của anh ha. BK của anh trong trường hợp này là ra bao nhiêu? 12/5. Đúng chưa? À, BH, BK đó, từ đây đến đây nè, 12/5. Có BK bằng 12/5. Vậy chúng ta cái tọa độ điểm B này bắt đầu chúng ta hình dung được rồi. Điểm B này bắt đầu nó sẽ là bao nhiêu các bạn? Đoạn này là 12/5, vậy chiếu theo cái trục của anh á, thì điểm B này thứ nhất x là chưa biết, nhưng mà y chính là bằng 12/5 rồi, đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta cần tìm x, xB nữa, đúng không? Cái hình này hơi khó chứ, chiếu các bạn cứ xoay qua các bạn sẽ thấy ha. XB của anh chính là đoạn OK đúng không? OK. Chỗ này không xài cái y này, anh xóa đi cho nó dễ hình dung. Đó. XB của anh chính là đoạn OK. OK thì chúng ta lấy gì? À, chúng ta lấy nguyên cái đoạn OA này nè, ta trừ cho cái đoạn này, đoạn AK này là xong, đúng chưa? Rồi, ở đây các bạn suy ra luôn ha, đoạn OK này bằng bao nhiêu? Suy ra OK luôn ha, suy ra OK. Thì các bạn bấm máy tính Pythagore cũng được thôi chứ không có gì hết. À, anh bấm mode nè, một nè. Thì đoạn OK này á, thì chúng ta lấy Pythagore trong tam giác OKB, thì chúng ta có OB là cạnh huyền rồi, thì nó sẽ là căn của ba bình đúng không? Trừ cho cạnh BK nãy chúng ta mới tính ra chính là 12/5. Vậy trong này sẽ là 12 bình chia cho 5 bình. Đúng không? Là bằng 9/5 các bạn. Anh lấy căn ra là 9/5. OK của anh bằng 9/5. Vậy OK chính là chiếu theo trục của x. Vậy tọa độ điểm B của anh lúc này sẽ là 9/5. 12/5. OK chưa? Có tọa độ điểm B rồi. Bây giờ anh sẽ viết phương trình đường thẳng A, AC hoặc là AB gì cũng được, vì ba điểm này nó đi qua hết. Thì anh sẽ mượn cái tờ giấy nháp lên đây để anh viết ha. OK. Thì phương trình đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ điểm A, tọa độ điểm B rồi, thì chúng ta viết vectơ AB ra để nó nhận vectơ AB làm vectơ chỉ phương. AB các bạn lấy B trừ A, vậy cho này là trừ 16/5. 12/5 đúng chưa? Rồi, vậy thì các bạn lấy vectơ NAB của bạn. À, có vectơ chỉ phương, AB là vectơ chỉ phương, các bạn suy ra vectơ pháp tuyến của nó luôn là 3 4, đúng không? OK không? Đơn giản ha. Các bạn quy đồng lên bỏ 5 đi nè. Chúng ta lấy ngược lại ha. Chia cả hai vế cho 4 đi, thì bên này sẽ là 4, bên này sẽ là 3. Nhưng mà chúng ta nhớ đây là vectơ chỉ phương, lấy vectơ pháp tuyến thì chúng ta phải đổi vị trí hai cái. Vectơ chỉ phương ở đây sẽ là trừ 4 nè, 3 nè. Vậy suy ra vectơ pháp tuyến phải là 3 4. Chúng ta đang tính trong OI nha, chứ không phải là OI gì đó, đừng có nhầm. Rồi, anh có vectơ pháp tuyến là 3 4 đi qua điểm A có tọa độ là 5 0, vậy phương trình đường thẳng AC hay là AB của anh á, nó có dạng gì các bạn? Có phải là 3 lần nhân x trừ 5 cộng cho 4 lần nhân y trừ 0 bằng 0. Đúng chưa? Vậy anh viết lại sẽ là 3x cộng 4y nhân qua là trừ 15 bằng 0. Mà anh đang cần tìm cái phương trình y theo x, cho nên anh rút y ra là bằng bao nhiêu? À, y của anh rút ra đó thì x sẽ là 15 trừ 3x chia cho 4. Anh đang cần cái này thôi, để tí anh áp dụng cho anh bấm tích phân. Đó, tức là phương trình đường thẳng AC anh có rồi, phương trình của đường tròn anh có rồi, bây giờ anh mới bấm tích phân nè. Vậy tích phân của anh sẽ là chạy từ đâu? Thứ nhất là chạy từ V của anh, thứ nhất là bằng bi đúng không? Công thức của mình là bi tích phân chạy từ A tới B của fx bình phương trừ chữ x bình phương. Vậy nhìn vô cái hình này, nhìn vô cái hình này cho nó chính xác. Rồi, chạy từ A tới B, tức là chạy từ đây tới đây, từ K nè mà tới cái điểm chỗ này nè, từ K chính là tọa độ của B nè, lấy hoành độ của B nè, tới điểm chỗ này ha. Vậy có phải là chạy từ đâu các bạn? 9/5 đúng không? Tại vì điểm B là 9/5.
9/5. Các bạn chạy tới mấy? Chạy tới đây chính là 3 này. Tại vì cái tâm đường tròn của anh là nằm đây. Và cái khoảng cách bán kính ở đây, điểm này chính là 3. Điểm chạy tới đây này, từ đây tới đây này, tức là 9/5 mà chạy đến 3. Đúng không? Chạy đến 3. Thì các bạn từ đó đến đó thì các bạn lấy hàm nằm trên bình phương trừ hàm nằm dưới bình phương. Nằm trên của anh chính là gì? Cái đường thẳng. Đúng không? Đường thẳng của anh mới viết ra đó. Ha, 15 trừ 3x chia 4. Tất cả bình phương trừ cái đường nằm dưới. Đường nằm dưới của mình trong này chính là đường tròn. Cho nên nó là gì? Căn của 9 trừ x bình phương. Thì bỏ ra ngoài nó sẽ là gì? 9 trừ x bình phương luôn, mất cái căn. Ds. Tiếp theo cộng cho cái đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo chính là bi nè, tích phân nè. Chạy từ đây chính là từ 3 nè, tới 5 nè. Đúng không? Từ 3 tới 5 là chạy từ đây tới điểm A nè. Của ở bên trong cái hàm của mình chính là cái đường thẳng thôi. Bình phương lên là trừ 3x cộng 5 nè. Chia cho mấy? Cho 4, tất cả bình phương thôi. Tại vì cái nằm dưới của anh lúc này sẽ là trục của x. Cho nên ta không cần phải quăng nó vô chi nữa. Mình ta lâu mới tính, năm ta bấm ha. Rồi, bi tích phân vô thi, các bạn lấy máy tính các bạn bấm luôn ha. 9 chia 5 ở trên này là chạy đến 3. Bây giờ trong dấu tích phân anh sẽ nhập vô ha. Rồi, trên này sẽ là 15 trừ 3x bình phương. Nó ngoặc ra 15 trừ 3x nó ngoặc bình phương. Ở dưới này chia cho 4 bình phương. Rồi, bên trong này chúng ta trừ cho 9 trừ x bình phương. Đóng ngoặc lại luôn. Chúng ta có thể bấm bằng luôn cũng được để chúng ta cộng tiếp theo ha. Cộng cho bi nè, tích phân nè, chạy từ 3 cho đến 5 nè. Rồi, trong này sẽ là gì? Tất cả bình lên. 5 trừ 3x hay là trừ 3x trừ 5 gì cũng được ha. Trừ 3x chia cho 4 bằng. Có phải anh ra đáp án của anh là bao nhiêu các bạn? 37/5. Có sai chỗ nào không mà không thấy đáp án đúng không? 37/5, để anh check lại coi. Bấm tích phân coi đúng không? 5 trừ 3x. À 15, sorry các bạn. 15. 15.5. Vậy cái tích phân anh bấm lại chút xíu chứ không là nhầm đấy. Coi bên này đúng chưa? Bên này thì đúng rồi ha. Cộng cho bi nè, tích phân nè, từ 3 cho đến 5 nè. Trong này là 15, hồi nãy anh bấm nhầm ha. Vậy trong này bình phương lên. Vậy trong này mình sẽ có lại là 15 nè, trừ 3x nè, chia cho 4 nè, tất cả bình phương. Và đáp án của anh là 12/5 bi. Đúng không? 12/5 bi, vậy đáp án là câu A. Ok không các bạn? Nhớ ha, đặt hệ trục tọa độ và chúng ta chia cái thể tích này thành hai phần. Hai phần, phần bên này và phần bên này. Không có gì khó hết, mình vẽ cái hình phẳng ở đây. Một đoạn mà chạy từ B cho tới H, một đoạn chạy từ H tới A thì chúng ta cần phải tìm cái tọa độ điểm này nè. Đó, độ điểm này ra nè. Thấy chưa? Ok. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì vui lòng comment bên dưới, anh sẽ hướng dẫn các bạn và rep để cho các bạn hiểu được cái bài này hơn. Thật ra bài này không có khó, mang tính chất vận dụng mà chúng ta tư duy chút xíu thôi, và nhiều khả năng nó sẽ hay hỏi những cái dạng này trong đề thi của chúng ta. Cho nên các bạn cố gắng luyện tập ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video vận dụng cao tiếp theo.